Xe quét rác là một trong những cánh tay đắc lực thời hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho người làm công việc quét và thu gom rác, giúp tiết kiệm tối đa về mặt thời gian, công sức và chi phí. Video ngày hôm nay, Điện Máy Yên Phát sẽ tổng hợp các model xe quét rác thịnh hành nhất hiện nay. Có rất nhiều cách phân loại xe quét rác, ví dụ dựa theo thương hiệu hoặc tính năng. Video này sẽ giới thiệu theo các dòng xe quét rác tay đẩy và xe quét rác ngồi lái để anh chị dễ dàng theo dõi. Đầu tiên là dòng xe quét rác tay đẩy, dòng này thường được chia làm hai loại dựa vào kiểu vận hành. Thứ nhất, nhờ vào chuyển động cơ bởi các dây Cora. Kiểu thứ hai là sử dụng nguồn điện ắc quy. Đầu tiên là dòng cơ học, điểm đặc biệt của các model này là do không sử dụng điện hay xăng dầu nên giá thành không quá cao cũng như tiết kiệm chi phí vận hành. Đồng thời, điều này cũng hạn chế lượng khí thải góp phần bảo vệ môi trường. Điển hình cho dòng tay đẩy chính là các mẫu máy đến từ thương hiệu nổi tiếng của Ý, IPC. Nói về dòng này thì IPC có rất nhiều model với đa dạng mẫu mã, kích thước, hiệu năng làm việc cho đến giá thành. Ví dụ như model xe quét rác IPC 510M, đây là mẫu xe kích thước nhỏ, có thể gấp gọn lại trong quá trình di chuyển đến địa điểm vệ sinh. Đồng thời với kích thước này, máy có thể luồn lách vào những nơi có diện tích nhỏ hẹp để xử lý rác rất dễ dàng. Cửa quét của IPC 510M dạng hình nón có tác dụng quét lùa bụi bẩn xung quanh khu vực cần vệ sinh, các vị trí ngóc ngách, cạnh tường hay là cạnh sân nhằm thu gom rác một cách nhanh chóng. Và đây là những thông số kỹ thuật của chiếc xe quét rác này. Đối với dòng này, Kumisai cũng cho ra đời model KMS S1. Mặc dù là dòng chuyển động cơ, nhưng việc di chuyển KMS S1 để làm việc, người điều khiển sẽ không gặp khó khăn hay mất nhiều sức lực. Model xe quét rác đẩy tay Kumisai KMS S1 được trang bị một chổi chính và hai chổi bên, cho độ rộng làm việc lên đến 920mm, kết hợp cùng tốc độ di chuyển từ 0 đến 8km/h mà hiệu suất làm sạch có thể đạt tới 3.860m2/h. Đặc biệt, thùng chứa rác có dung tích 55 lít nên thu gom được nhiều rác, không cần đổ rác thường xuyên. Với dòng tay đẩy sử dụng nguồn điện ắc quy, những chiếc xe quét rác này sẽ giảm bớt sức lực cho người điều khiển máy do phần động cơ sử dụng điện, làm quay hệ thống chổi quét với lực nhanh và mạnh hơn, đảm bảo không bỏ sót rác thải bụi bẩn trên bề mặt sàn. Điển hình như là chiếc Kumisai KMS 320 đến từ thương hiệu Kumisai. Chiếc xe này được thiết kế với màu sắc và hình dáng vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng. Khung thép, vỏ nhựa ABS chắc chắn vừa giúp tăng khả năng chống chịu lực, vừa chống ăn mòn hiệu quả. Công suất trở lên là 120W, cho hiệu suất làm việc 5.250m2/h, có thể vận hành liên tục trong 4-5 tiếng đồng hồ. Độ rộng làm việc lên đến 700mm, xử lý hiệu quả các loại bụi, lá cây, đá, sỏi nhỏ hay là rác thải. Xe cũng được trang bị bộ lọc chất lượng, giúp lọc các loại bụi mịn tránh phát tán trong không khí, cũng như bám vào động cơ và các chi tiết máy bên trong. Ngoài ra, nếu anh chị có nhu cầu đầu tư lớn cho một chiếc xe quét rác cao cấp hơn, công suất mạnh hơn, nhiều tính năng hơn thì Yên Phát xin giới thiệu đến anh chị một sản phẩm có giá hơn 30 triệu đồng đến từ thương hiệu Super Team với tên model là AS690. Với model AS690 sở hữu motor có công suất siêu khỏe 270W, hoạt động với tần suất liên tục, hiệu suất làm việc lên đến 4.000m2 với hai chổi quét tạo độ rộng làm việc hơn 1m, giúp xử lý bụi bẩn và rác thải trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ với một người một máy trong một tiếng đồng hồ thì AS690 hoạt động tương đương với sức lao động của gần chục công nhân khỏe mạnh liên tục trong nhiều giờ liền. Điểm nổi bật của chiếc Super Clean AS690 là được tích hợp thêm hệ thống phun nước giúp hạn chế bụi trong quá trình quét, ngăn không cho bụi phát tán xung quanh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng. Nâng cấp hơn so với dòng tay đẩy thì các nhà sản xuất máy vệ sinh công nghiệp đã cho ra đời các model xe ngồi lái vô cùng hiện đại và tiện lợi. Đầu tiên là xe quét rác ngồi lái Kumisai KMS S5. Thay vì phải tác động lực để di chuyển, người dùng có thể dễ dàng vận hành bằng hệ thống vô lăng, chân ga và bảng điều khiển được thiết kế hợp lý ở vị trí ngồi lái. Xe sử dụng ắc quy 48V, hệ thống 2 chổi quét và 1 chổi lăn cho độ rộng làm việc lên tới 1.350mm. Hiệu suất làm việc 8.000m2/h, giúp xử lý nhanh gọn và hiệu quả các loại rác thải đất đá trên bề mặt chỉ trong tích tắc. Tích hợp đầy đủ đèn chiếu sáng, hệ thống phun nước giảm bụi và túi lọc bụi. Cũng cùng phân khúc thì Kumisai còn có model KMS 1350E. Model này cũng tương tự như KMS S5 ở các thông số về công suất, hiệu suất làm việc, dung tích thùng chứa bụi. Tuy nhiên, có thời gian làm việc liên tục kéo dài đến 5-6 tiếng đồng hồ, đồng thời tốc độ di chuyển tối đa của xe có thể lên tới 12 km. Đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc của hơn 10 công nhân mà thời gian chỉ bằng 1/3 theo phương pháp thủ công một cách hiệu quả.
Bộ phụ kiện chất lượng trong đó có bộ sạc thông minh có khả năng tự động lắp khi đầy, đảm bảo an toàn về điện cũng như tuổi thọ ắc quy và bộ sạc. Một model xe quét rác ngồi lái hiện đại khác anh chị có thể tìm hiểu thêm đó chính là chiếc IPC1280. Xe quét rác ngồi lái IPC1280 với hiệu suất làm việc tối đa 7.440 m2/giờ. Đây là mức độ làm sạch rất tốt đối với một sản phẩm xe quét rác. So với những dòng xe quét rác cùng phân khúc thì IPC1280 đang được đánh giá rất cao. Chiếc xe này có khả năng quét sạch bề mặt sân bãi có diện tích lên đến 7.440 m2 chỉ trong vòng 1 giờ. Tốc độ di chuyển đạt 6,2 km/h, độ ồn thấp, rất phù hợp để dọn vệ sinh khu vực trong các nhà xưởng, sân bay, sân vận động v.v. một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Trên đây là tổng hợp các model xe quét rác thịnh hành nhất hiện nay. Anh chị có thể tham khảo thêm nhiều model khác tại website yenphat.vn. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của điện máy Yenphat hoặc để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!